Chào mấy anh em, thì hôm nay mình ra vườn mình thấy cái cây cẩm cù của mình nó bị gọi là nó chất dinh dưỡng nó bị sạch đây, nó do mà nó mưa quá cái đầu phân nó bị ấy là thì mình hai chậu này mình không hai chậu mình về chậu luôn. Đây đây anh em thấy không, rễ nó hư hết trơn rồi. Giờ mình ra mình rửa cái bộ rễ này một cái đi, vô quay tiếp cho anh em xem. Thì bữa nay mình làm tác phẩm cho anh em xem. Đây mình rửa xong bộ rễ đó là còn được bao nhiêu đây rễ này nè. Thì cái này bữa nay mình cái chậu nó lật nghiêng lật ngửa hoài hả, nay mình không làm trồng vô cái chậu nữa mà mình trồng vô trong cái chai, trồng vô cái chai này cho đó. Thì trồng vô cái chai thì cái hế cây nó sẽ gọi là nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái cây nó cao hơn cái chậu. Cái rễ nào ra không được mình bỏ, mình nhét thẳng vô trong cái chai luôn. Đó. Đây. Thì nó như vậy, nó ra cái hế như vậy nè mọi người. Tại vì cái chậu nó hơi bị nhỏ quá. Đó. Thì mình xài thì đây mình xài giá thể là giỏ thông nha. Giỏ thông nhuyễn á, nhuyễn luôn. Ừ, giỏ thông cực nhuyễn luôn. Thì mình bỏ vô trong cái chai. Thì bỏ lại cái chai này mình tưới nước nó sẽ nặng lại, nó nặng thì cái dáng này ra như vậy để mình bỏ vô mình kìm cái lỗ này lại cái đây cho anh em xem. Khó quá. Đây mình không có cái gì để thấy cái chai này nè. À, anh em nên là lựa những cái chai nào cao và đẹp á. Cái này chắc bỏ mới tới chừng nào xong đây, để rút cái này ra đi, bỏ đầy vô trong đó đi rồi mình hãy nhét cái kia vô. Thì cái chai này dịch bọng thì anh em khó có kiếm được chậu lắm, nên là xài chai thì nó khó bắt con đi mua, khó bắt con đi mua chậu. Với giỏ hồng nhuyễn thì nó cũng dễ, mình mua mấy bao giỏ hồng, thường thường có giỏ hồng nhuyễn. Xài giỏ hồng nhuyễn là do nó ít có bị úng, nhưng mà nó sẽ không có bị côn trùng nó cắn cái của mình, cắn cái chậu, nó cắn cái rễ cây. Đây mình bỏ vô, vậy cái này bỏ vô hơi lâu mọi người, tại vì nhét lại nữa. Thì thường thường mùa qua mùa mưa là mình phải hai chậu để cho nó dễ mà ra hoa, tại vì hai chậu cắt rễ rồi nó dễ ra hoa lắm. Bỏ đây nãy giờ qua này đang dùng này đó. Thì thường thường là anh em nào chơi cẩm cù á, thì nếu mà có sang thì xài giá thể là bằng giỏ hồng nhuyễn, còn mà không thôi thì anh em xài bằng phân gươm với chấu cũng được, nhưng mà phân gươm với chấu thì xài nó ấy hơn, nó mau mà bị phân hủy cái giá thể thì nó sẽ làm úng hư bộ rễ. Thì cái này lúc trước em trồng trong cái chậu, mấy clip trước em quay cái này là trong cái chậu, bây giờ cái chậu nó ấy quá trời, bây giờ em chuyển qua em sang em trồng giá không, nó sệt hoài à. Do trong vườn để chung với lan cái mình tưới hoài cái nó mau phân hủy cái giá thể. Chứ thường thường thì cẩm cù này 3 4 ngày nên tưới lần là ok, mình thấy nó khô là tưới được rồi. Cái này mình để nước vô nó mới chịu nổi được cái sức nặng của cây cẩm cù, tại vì cây cẩm cù quá trời cao đi, mình tưới nước vô á, tưới nước vô thì nó mới chịu nổi sức nặng của cây cẩm cù đó. Vậy nó cũng hơi nghiêng rồi nè, nước vô cho nó ấy thì nó sẽ chịu được sức nặng của cây cẩm cù mọi người. Cái này mình để nó khô quá đó, thường thường thì mình để nó làm như vậy nó dễ hơn, nó cao hơn, tại vì cái này nó chưa dẻ nữa, nó dẻ có nước nó sẽ nặng hơn, có nước nó sẽ nặng hơn đó anh em.
Còn cái giờ cái chậu đó đó là mình không có cái gì để trồng hết trơn á. Mình ra vườn thấy có cái cây này nè, có cái cây này trồng cho anh em xem đây, có cái cây này với cái thế thấy cũng đẹp lắm. Mình bỏ cái này ra đi, cái sình nó này này ha, thằng là sình không à, nó dạng giống sình vậy đó. Cái loại này thì nó đặt nhanh, nó làm hư bộ rễ của cây đó. Bỏ qua bên đi, bây giờ chúng ta sẽ xử cái này trước. Thì thường anh em muốn để cho nó cái hế nào nó dễ thì để cái hế nằm nó cũng được, hế nằm thì nó hai lặt, nhưng mà hế đứng thì nó không có đẹp. Hế nằm vậy là nó hai lặt chậu lắm nè. Đây cái chậu hơi nhỏ, cây mình để lên vậy. Nó hơi đặt chậu thì mình phải để chim một cái cục đá ngay chân cái gốc cây đây vậy đó. Thì chúng ta bỏ phân vô cho nó đầy, phải lấy cục đá chim đây, mình bỏ phân cho nó đầy cái chậu này đi, lấy cục đá mình chim nhẹ đây, nó giống như là cái cây đang bò lên trên cái khúc gỗ mục vậy đó. Thì thường thường thì gỗ lũa này thì anh em mua, cái này là mình không buộc luôn nha, mình để nó tự nhiên luôn, để cho rễ nó bò tự nhiên luôn, xong rồi mình cố định nó nhẹ một cái buộc cái chính giữa thôi. Thì những cái này thì anh em ở thành phố thì nói chung là nó hơi khó, nhưng anh em ở vùng quê thì kiếm ba cái gỗ này nó dễ hơn, cây gì cũng được, để nó chắc chắc là được. Bữa nay mưa quá nên là chui vô nhà làm clip, cái này làm không khoan phướng mà xong chút là dọn đá luôn. Đó. Bây giờ nó hơi nghiêng thế không nè, để mình lấy cục đá mình để vô là nó cân bằng lại. Ngoài sau nhà mình ấy, thì có rất là nhiều đá luôn, đá để làm hòn lon bộ, đá làm cảnh. Đây, đây, đây. Tưới nước vô nữa là được rồi, cái đá này không qua đây mới được đó. Anh em phải để vậy nè đó. Thì cái cẩm cụ này nó cái rễ này sẽ chúng ta sẽ bỏ nó sát vô đây đó. Còn cái nào mà không được cái thì chúng ta tỉa bởi rễ bớt, tỉa bớt cho một rễ mới. Đơn giản vậy thôi, mọi người chỉ cần trồng đơn giản thôi là bao đẹp luôn. Còn cái nào thì chúng ta tác phẩm thì chúng ta phải tỉa lại sơ sơ lại mới được, chứ đâu phải là về không nó đẹp. Mình làm gì là chỉ tương đối thôi, còn khi mà chúng ta phải làm phải chỉnh sửa lại những cái tác phẩm bonsai thì chúng ta cần phải thời gian khoảng 1-2 năm nó mới được, chứ mà làm mà giỏi quá trời là nó sẽ không được đẹp. Không bao giờ mà trồng những cái cây đầu tiên mà ra nó đẹp, tại vì nó đẹp đó là do người ta nhổ từ cái chậu này qua chậu kia, có uống sẵn này nọ hết trơn, người ta làm clip nó mới đẹp. Còn mình ở đây thì có cây sẵn ở vườn, mình làm sơ sơ cho anh em xem thôi, chứ không có gọi là làm đúng quy trình. Buồn vui giờ nào làm gì đó, anh em thấy không? Để cục đá như đây nó mới cân bằng được với cái chậu. Nhưng cục đá này không quá bự nha, nó bự quá cái nó sẽ chiếm cái diện tích của cái chậu, nhưng mà nó sẽ mất cân bằng của cái cây với cái gỗ. Rồi, bye bye mọi người nha. Thì chúc mọi người bình an trong mùa dịch. Thì cái này thì mình thường thường mình hay rảnh mình hay làm cẩm cụ, thì cẩm cụ nhầm rất là nhiều luôn á.